Cả nhà ơi, đây là những bịch sinh tố đậu nè, nhìn rất là ngon, rất hấp dẫn, rất là mát nè. Thì hôm nay em sẽ cùng với cả nhà làm món sinh tố đậu để giải khát cho những ngày nóng nực nha. Để làm món sinh tố đậu thì em sẽ dùng 3 loại đậu, đó là đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh. Và mỗi loại đậu em sẽ dùng là 100g. Đậu trước khi mà đem đi làm sinh tố thì em sẽ ngâm trong nước trước cho đậu của mình được nở mềm ra. Và để cho hạt đậu của mình khi nấu được nhanh chín mềm hơn thì cả nhà nên ngâm đậu trước qua một đêm nha. Ngoài ra còn một cách nữa, nếu như cả nhà không có thời gian ngâm đậu qua đêm thì mình có thể là ngâm bằng cái baking soda. Ví dụ với lượng đậu là 100g như thế này thì em sẽ cho nước vào ngập hết đậu và em sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê bột baking soda. Rồi sau đó mình hòa tan rồi mình ngâm cái đậu này thì thời gian ngâm của mình sẽ rút ngắn lại là từ 2 cho đến 3 tiếng thôi là hạt đậu của mình đã nở mềm rồi. Đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh sau khi ngâm thì bây giờ cũng đã nở mềm rồi đây. Em sẽ đem đậu đi nấu nha cả nhà. Đối với đậu xanh thì đậu xanh rất là nhanh chín. Thành ra khi nấu là em sẽ đổ nước là hơi xăm xắp mặt đậu xanh thôi. Từ cái mặt đậu xanh mà cả nhà dùng lóng tay mình đo đó thì khoảng tầm nửa lóng tay là được rồi. Và cả nhà nấu đậu thì mình cũng không nên cho nước nhiều quá nha. Vì trong cái món mà sinh tố này là mình sẽ dùng cái hạt đậu là nhiều hơn và phần nước là mình không dùng. Thành ra mình chế nước in ít như vậy thôi để mình nấu cho cái hạt đậu của mình vừa nở tới mà vẫn giữ được cái vị ngon, vị ngọt. Khi nấu đậu thì em sẽ cho thêm vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối nữa để hạt đậu của mình nhanh chín mềm hơn và khi ăn có một chút vị béo, bùi, một chút xíu vị mặn mặn trong đó rất là ngon. Đậu xanh khi mà đem nấu thì rất là dễ bị trào nước ra, thành ra mà ban đầu mình sẽ đậy nắp cho cái đậu của mình được sôi lên. Mà khi mà cả nhà thấy cái nồi đậu xanh của mình bắt đầu vừa sôi lên rồi là mình phải mở nắp ra liền nha, để tránh cái trường hợp là nước đậu của mình bị trào ra ngoài đó. Rồi sau đó thì em sẽ hạ nhỏ lửa xuống và em nấu liu riu. Thì đậu xanh rất là nhanh chín, em chỉ cần nấu là từ 7 đến 10 phút thôi là đậu xanh của mình đã chín mềm rồi. Khi nấu thì cả nhà nhớ thăm chừng, mình sẽ bóc một vài hạt đậu ra rồi mình bóp thử. Thấy cái hạt đậu của mình vừa mềm tới như thế này thì cả nhà tắt bếp liền. Mình đừng có nấu lâu quá thì hạt đậu của mình chín quá thì sẽ vỡ ra, không còn giữ nguyên hạt được đẹp như thế này. Đó, thì bây giờ đậu xanh của em đã chín rồi đây, em sẽ tắt bếp và em sẽ vớt cái đậu này ra. Và mình chỉ dùng cái phần hạt thôi, không có dùng phần nước đậu. Hai loại đậu còn lại đó là đậu đen và đậu đỏ thì cách nấu cũng tương tự giống như đậu xanh thôi. Em cũng cho đậu vào trong nồi rồi em cũng đổ nước xăm xắp như thế này. Rồi em cũng cho vào đây là 1/3 muỗng cà phê muối và em sẽ đậy kín nắp lại em nấu. Và để cho ngon hơn thì khi chọn đậu đen cả nhà nhớ chọn cái hạt đậu đen xanh lòng nha. Riêng đối với đậu đen và đậu đỏ thì khi nấu là cả nhà yên tâm là nước sẽ không bị trào ra. Cho nên lúc mà nồi đậu của mình vừa sôi lên thì cả nhà chỉ cần hạ nhỏ lửa và mình vẫn đậy nắp như thế này mình nấu liu riu. Vì hạt đậu đen và hạt đậu đỏ thì cứng hơn hạt đậu xanh, thành ra cái thời gian nấu của mình cũng nhiều hơn. Và đối với hai loại đậu này thì em sẽ nấu trong vòng 15 phút. Và khi nấu hạt đậu đen cũng như là hạt đậu đỏ thì em cũng sẽ vớt thử ra như thế này nha. Rồi cả nhà cũng dùng cái đầu ngón tay nè, mình bóc một hạt đậu mình bóp nhẹ ra. Mình thấy cái hạt đậu mình vỡ ra mềm mịn như thế này là đậu của mình đã chín tới rồi, ngon rồi thì mình sẽ tắt bếp liền. Và đậu đen cũng như đậu đỏ thì em cũng chỉ sử dụng phần hạt mà thôi, em cũng không có dùng phần nước đậu. Cho nên là mình đổ lượng nước cũng thật là vừa phải, để hạt đậu của mình vẫn giữ nguyên chất, vẫn ngọt, vẫn ngon. Bên cạnh đó thì em cũng sẽ chuẩn bị thêm là 2 lít nước cốt dừa. Với 2 lít nước cốt dừa này thì em sẽ dùng là nửa ký dừa nạo nha. Rồi sau đó em đem vắt với lại là 1 lít rưỡi nước sôi. Bây giờ thì em sẽ cho cái nước cốt dừa vào trong nồi. Rồi em cho luôn là 200g đường phèn vào em nấu chung. Em cũng để vào đây một cuộn lá dứa cho cái nước cốt dừa của mình được thơm thơm. Xong rồi em sẽ bật bếp lên, em vừa nấu và vừa khuấy cho cái đường phèn của mình được tan. Thông thường khi nấu nước cốt dừa thì chắc hẳn là cả nhà sẽ nêm vào đây một chút xíu muối để cho cái nước cốt dừa của mình có vị ngọt được cân bằng hơn. Tuy nhiên lúc nãy mà mình nấu đậu đó thì trong các loại đậu khi nấu là mình đã có nêm vào đó là một chút xíu muối rồi. Thành ra ở cái phần nước cốt dừa này thì mình không cần nêm muối nữa.
Lúc nấu nước cốt dừa như thế này thì cả nhà nhớ nếm lại giùm em xem là vị ngọt của nước cốt dừa đã hợp với khẩu vị của gia đình mình hay chưa nha. Nếu mà cả nhà ăn ngọt hơn thì cả nhà thêm đường giùm em ha. Em dùng đường phèn là để cho cái nước cốt dừa của mình có được cái vị ngọt thanh, không có bị ngọt quá gắt. Còn nếu mà cả nhà không có đường phèn, cả nhà dùng đường bình thường cũng được. Rồi nếu mà mình không có lá dứa nữa thì cả nhà cho vào đây một chút xíu vani cho thơm cũng ngon. Và em sẽ khuấy cái nước cốt dừa này trên bếp cho đường tan hết thì sau đó mình tắt bếp là được rồi. Cả nhà cũng không cần phải để cho cái nồi nước cốt dừa này sôi lên đâu. Xong rồi em sẽ để cho nước cốt dừa của mình được nguội hẳn. Khi phần nước cốt dừa nấu với đường phèn và lá dứa cũng đã được nguội hẳn rồi thì em sẽ cho thêm vào đây là 200ml sữa tươi không đường nữa. Vì sao mà đã có nước cốt dừa rồi mà em lại cho thêm sữa tươi nữa? Thì một chút cái vị sữa tươi như thế này sẽ làm cho cái nước sinh tố của mình tăng thêm phần hấp dẫn, tăng thêm mùi thơm, rồi tăng thêm vị béo nữa, rất là ngon. Ngoài ba cái loại sinh tố đậu đó là đậu đen, đậu đỏ cũng như đậu xanh thì hôm nay em cũng chia sẻ thêm một loại sinh tố nữa mà em rất thích, cũng như em nghĩ là cả nhà sẽ có rất là nhiều người thích giống như em, đó là sinh tố sâm dứa. Trong cái chén nước sâm dứa này thì em sẽ xay lá dứa cùng với lại cái nước đường phèn đó cả nhà, để cho cái chén sâm dứa của mình ngoài thơm ra thì có một chút xíu vị dịu ngọt thanh của đường phèn, rất là ngon. Thì ở các video trước em cũng đã có chia sẻ cách làm rồi. Cả nhà vui lòng vào YouTube nha, và cả nhà gõ chữ là cách làm sâm dứa sữa ghiền nấu ăn thì cả nhà sẽ thấy video liền. Tiếp theo thì em sẽ cho đậu xanh, đậu đen cũng như đậu đỏ vào trong những cái túi nhỏ nhỏ như thế này. Rồi sau đó em sẽ cho cái phần nước cốt dừa mà mình nấu lúc nãy đó, rồi em hòa chung với sữa nữa thì em sẽ đổ vào trong đây. Và bây giờ em sẽ dùng dây thun nha, em cột kín cái bịch này lại. Hoặc là nếu thích nha, cả nhà có thể mix lại ba loại đậu, mình trộn lại hết ba loại đậu, đậu xanh, đậu đen cũng như đậu đỏ, mình trộn đều lại như thế này. Rồi sau đó mình sẽ múc một ít đậu nha, mình cho vào trong túi ni lông, rồi mình cũng cho cái phần nước cốt dừa và sữa tươi vào đây, mình cột chặt túi lại như thế này. Với phần nước cốt dừa và sữa tươi còn lại như thế này thì em sẽ cho cái chén nước sâm dứa vào đây, em hòa chung. Rồi em cũng cho vào những cái túi ni lông nho nhỏ như thế này, em cột kín lại. Rồi như vậy là mình đã có thêm những cái bịch mà sinh tố sâm dứa nha, vừa xanh tươi nè, vừa thơm, vừa ngọt ngọt, béo béo, rất là ngon. Kế đến thì em sẽ đem những bịch sinh tố này em để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khi để trong ngăn đá tủ lạnh thì cứ cách khoảng 10 cho đến 15 phút thì cả nhà sẽ lấy ra và mình sẽ lắc đều những bịch sinh tố như thế này. Vì nếu mà cả nhà cứ để những cái bịch sinh tố hẳn luôn trong tủ lạnh đó thì một lát nữa là cả nhà sẽ nhìn thấy là cái phần hạt đậu của mình sẽ bị lắng xuống dưới nè, rồi phần nước cốt dừa cũng như là sữa tươi đó sẽ ở phần bên trên thì không có đều với nhau. Cho nên khi mà mình để vào trong ngăn đá tủ lạnh thì thỉnh thoảng thôi, cứ cách khoảng 10-15 phút nha, cả nhà sẽ lấy ra rồi mình lắc đều hết cho cái phần đậu cũng như là nước cốt dừa rồi sữa đó được quyện đều với nhau thì nhìn cái bịch sinh tố của mình sẽ rất là hấp dẫn. Thì mình để sinh tố đông đá như thế này ít nhất cũng phải là từ 6 cho đến 8 tiếng trong ngăn đá tủ lạnh nha, thì tùy vào tủ lạnh của cả nhà là đông nhanh hoặc đông chậm. Và đây là những bịch sinh tố đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh cũng như là sinh tố sâm dứa mà em đã để đông đá trong tủ lạnh qua một đêm rồi đây. Và cả nhà có thể nhìn thấy là những hạt đậu là nằm trải đều hết trong cái bịch sinh tố này, nhìn rất là ngon. Em hy vọng là với cách chia sẻ này thì cả nhà sẽ làm được những bịch sinh tố rất là thơm ngon, rất là mát mẻ để mà mình dùng trong những ngày mà thời tiết oi bức nóng nực như thế này. Em mến chúc cho cả nhà làm món sinh tố đậu thành công. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo nhé.